Thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn dân Chúa, cùng quý vị tôn giáo bạn rất thân mến trong Chúa Kitô. Hôm nay thật sự là một ngày hội lớn đối với tất cả chúng con, được thay mặt những người yêu mến cha Diệp tại Melbourne tổ chức ngày giỗ lần thứ 77 của cha trong ngôi thánh đường thân quen này. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta biết rằng cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp chưa được giáo hội chính thức tuyên phong thánh, nhưng chúng ta tin rằng một ngày rất gần, giáo hội sẽ dùng quyền tối cao đại diện dân Chúa để tuyên thánh cho cha Diệp. Chính vì thế, ngày hôm nay, để tưởng nhớ đến cha Diệp, chúng ta cùng hiệp ý tạ ơn và cầu nguyện cho tiến trình tuyên thánh cha được sớm thành tựu. Vì lý do này, đại diện cho ban tổ chức của Hội Bác Ái cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp Melbourne, con xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà chị em khắp nơi xa gần đã đến dâng lời chúc tụng, cảm tạ Thiên Chúa với hiệp hội chúng con. Giờ đây, kính mời quý cộng đoàn cùng nghe tiểu sử về cuộc đời của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và tiến trình phong thánh. Cha Francisco Trương Bửu Diệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897, rửa tội ngày 2 tháng 2 năm 1987. Tại họ đạo Cồn Phước, nay thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Mẹ ngài mất lúc ngài mới 7 tuổi. Cha ngài rời gia đình lên Bát Tam Bang bên Campuchia sinh sống bằng nghề thợ mộc. Năm 1909, cha Phêrô Lê Huỳnh Tiền gửi ngài vào tiểu chủng viện Cù Lao Diêng, xã Tấn Mỹ, Chợ Mới, tỉnh An Giang. Học xong tiểu chủng viện, ngài lên Đại Chủng Viện Nam Vang, Campuchia. Ngài được thụ phong linh mục tại Nam Vang năm 1924. Từ năm 1924 đến năm 1927, ngài được bề trên bổ nhiệm làm cha phó họ đạo Hố Trư, một họ đạo của người Việt sinh sống tại tỉnh Kendo, Campuchia. Từ năm 1927 cho đến năm 1929, ngài về làm giáo sư tại tiểu chủng viện Cù Lao Diêng, tỉnh An Giang. Tháng 3 năm 1930, ngài về trung nom họ đạo Tắc Sậy, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Trong những năm làm cha sở, ngài quan hệ, giúp đỡ, thành lập nhiều họ đạo khác tại các vùng phụ cận như Bà Đốc, Cambo, An Hải, Đầu Sấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng Gò, Rạch Rắn. Hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương trong những năm 1945-1946, chiến tranh loạn lạc, bà con nhân dân di tản. Ngày 12 tháng 3 năm 1946, ngài bị bắt cùng với trên 70 chức sắc và giáo dân tại họ đạo Tắc Sậy, bị lùa đi và nhốt tại lẫm lúa nhà ông giáo sự ở cây dừa. Người ta định giết tất cả, nhưng ngài nói chính ngài là chủ chăn các con chim đó. Vì vậy, xin chết thay cho các con chim của ngài. Mọi người được thả, còn người thì bị đem đi thủ tiêu. Giáo dân vớt được xác ngài đã bị chặt đầu với một vết chém ngang cổ gần mang tai. Có 3 vết chém khác trên mình trong ao nước sau nhà ông giáo sự. Thân xác ngài không hiểu sao bị lột hết quần áo, trần trụi như Chúa Giêsu trên thập giá. Nhưng hai tay vẫn chắp trước ngực như đang cầu nguyện và nét mặt ngài vẫn bình thản, không có vẻ gì là sợ hãi. Như vậy, ngài đã tử đạo vào ngày 12 tháng 3 năm 1946.
nhằm ngày 9 tháng 2 năm Bính Tuất. Năm 1969, hài cốt ngài được cải táng, di dời về nhà thờ Tắc Sậy, nơi ngài đã làm chủ chăn trong 16 năm và là cha sở thứ nhì họ Đạo Tắc Sậy. Năm 1997, Đức Giáo mục Cần Thơ đã chính thức thành lập Trung tâm Truyền giáo Francisco tại Tắc Sậy. Từ nơi đây, rất nhiều người đã được những ơn lành phần xác cũng như phần hồn. Đầu năm 2010, một ngôi mộ cực kỳ khang trang rộng lớn, kế bên nhà thờ mới là nhà mộ mới, nơi hài cốt của ngài được cất giữ. Các lễ dỗ được tổ chức hàng năm tại đây và mọi người từ khắp nơi đổ về tham dự ngày một đông đúc hơn. Năm 1917, Đức Giáo mục Giáo phận Cần Thơ công bố rằng cuộc điều tra giáo phận được hoàn thành và ngài ra lệnh gửi kết quả đầy đủ của cuộc điều tra đến Bộ Phong Thánh ở Tòa Thánh Roma. Năm 1219, Bộ Phong Thánh ở Tòa án công bố rằng cuộc điều tra cấp giáo phận có giá trị đầy đủ để làm cơ sở cho một vụ kiện Phong Thánh cho tôi tớ Thiên Chúa. Giáo hội cần phải giải quyết hai câu hỏi. Một, cha Francisco Xavier có phải là một vị tử đạo không? Hai, có nên ghi tên của cha Francisco Xavier vào danh mục của các chân phước không? Thời gian bao lâu không ai biết. Chúng ta cùng cầu nguyện tất cả xin cho Thánh ý Chúa được thể hiện. 77 năm qua, cha đã từng phụ trì cho giáo hội và tha nhân không phân biệt lương, giáo đến kêu cầu người. Cha đã khẩn cầu cùng Chúa và mẹ Maria ban nhiều hồng ân hồn xác cho rất nhiều người. Họp nhau nơi đây, chúng ta cùng với cha, với các cha, cùng dâng thánh lễ chúc tụng tình yêu Chúa và noi gương cha để sống sống chứng tá cho Chúa trong cuộc sống xã hội ngày nay, trong bối cảnh đất nước chúng ta đang sinh sống. Chúng ta cùng cầu nguyện vì vinh quang Chúa, xin cho tiến trình phong thánh cho cha sớm được hoàn tất. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mùa chay là mùa chúng ta được mời gọi để hoán cải và căn tân lại đời sống của chúng ta với Thiên Chúa, với chính mình và với anh chị em. Thật ý nghĩa hơn nữa cho chúng ta khi được cùng nhau dâng thánh lễ tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta gương chứng tá đời sống đức tin, phục vụ và hy sinh mạng sống của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Ngài là mẫu gương sống động cho chúng ta noi theo, đặc biệt trong mùa chay thánh này như lời Chúa mời gọi: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Trong thánh lễ này, xin Chúa ban cho từng người chúng ta biết noi gương cha Francisco, kiên cường giữ vững đức tin và biết sống chứng tá cho tình yêu Chúa trong đời sống xã hội ngày nay, để vinh quang lòng thương xót Chúa được thể hiện qua những ơn lành mà cha Diệp đã ban xuống trên từng người chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho các cộng đoàn và cho những ai đã tin tưởng cầu khẩn đến ngài. Kính mời cộng đoàn cùng đứng, cùng hát ca nhập lễ. Con đến đây dâng lời.
vậy thôi. Dâng cha tình yêu chúng con. Xa xa cùng cha hưởng vào tình thương, dâng cha tình yêu chúng con, cưng tin cha niềm tin xa xôi, cho đến khi nào thì khói khói cuối đời, cùng cha hưởng vinh phúc trên trời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và ông bà anh chị em, ngày hôm nay cùng với hội bác ái của cha Trương Biểu Diệp, chúng ta quy tụ về nơi đây để cùng tưởng nhớ tới cha 77 năm đã hy sinh mạng sống để bảo vệ đoàn chiên của mình, và cũng cầu nguyện cho cái tiến trình phong chân phước và phong thánh của cha được mọi sự tốt đẹp. Hiện diện ngày hôm nay có cha Phêrô Hoàng Kim Huy, tuyên úy trưởng ở nơi đây, và cha Peter Trần Ngọc Đức, cha Giuse Hoàng Hương và cha xứ Alex. We welcome all of you coming here to remember Father Francis Trương Biểu Diệp. 77 years he dedicated, he laid down his life for his parishioners and the love of people he take care. With Father Alex, the parish priest here, and Father Joseph Hoàng Hương, Father Peter Quang Hoàng Kinh Huy, and Peter Trần Ngọc Đức, and myself, we gather here together to pray for Father Trương Biểu Diệp, and we ask the Lord if the glory of God one day he will be venerated by the whole church. So we, giờ đây chúng ta nhìn nhận tất cả những khiếm khuyết lỗi lầm chúng ta, xin Chúa thương xót thứ tha. Đặc biệt trong thánh lễ này chúng ta hiệp thông với nhau để cầu sự bình an, và đặc biệt cho một gia đình xin ơn bình an, và đặc biệt cho người con được ơn khôn ngoan, cũng như một gia đình xin một ý chỉ đặc biệt để khẩn cầu với cha Trương Biểu Diệp, người đã luôn rộng lòng, rộng tay để giúp đỡ những người kêu khấn Ngài, ban cho gia đình này được ơn như ý. Giờ đây chúng ta cùng với ca đoàn để hát lời kinh thương xót như lời tạ tội. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng tay cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã chọn người anh em chúng con là linh mục Francisco Trương Biểu Diệp làm linh mục của Chúa như các tông đồ để rao giảng tin mừng và cử hành các bí tích,
Giờ đây người đã hoàn thành nhiệm vụ, xin cho người được vui hưởng niềm vui chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa trên nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hôm nay Đức Chúa của Thiên Chúa của anh em truyền cho anh em đem ra thực hành các thánh chỉ và quyết định này, anh em phải hết lòng hết dạ tuân giữ và đem ra thực hành các điều ấy. Hôm nay anh em đã làm cho Đức Chúa tuyên bố rằng người sẽ là Thiên Chúa của anh em, rằng anh em phải đi theo đường lối của người, giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh, nguyện ích của người và nghe tiếng người. Hôm nay Đức Chúa đã khiến anh em tuyên bố rằng anh em sẽ là dân thuộc quyền sở hữu của dân tộc của người, rằng người cho anh em vượt mọi dân tộc người đã tạo dựng, xét về vinh dự, danh tiếng và vinh quang, rằng anh em là một dân thánh hiến của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, như người đã phán. Đó là lời Chúa. Thì điều đó là sức mạnh của Chúa.
vì như đã chết rằng ta sẽ phá hủy sự công quan của những kẻ công quan, sẽ che bỏ sự thông thái của những người thông sáng. Người công quan ở đâu, người trí thức ở đâu, người lý sự ở đời này ở đâu? Nào Thiên Chúa chẳng làm cho sự công quan của đời này hóa ra đi rồi đó sao? Vì thế gian tự phụ là không theo sự công quan của Thiên Chúa mà nhận hiếp Thiên Chúa, thì Thiên Chúa là muốn dùng sự tin rồi của lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin. Vì chưa nhỉ, các người do thái đòi hỏi những dấu lạ, những người làm tìm kiếm sự công quan, còn chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên đồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì sự điên dạy của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sức mạnh của loài người. Đó là lời Chúa. Thương bà anh chị em, nhìn vào cộng đoàn tụ họp đông đủ ở nơi đây, tôi thiết nghĩ tâm tình của người Việt chúng ta dành cho Đức Maria, dành cho Chúa, dành cho Đức Maria thật là lớn lao. Nhưng tâm tình của người Việt ở hải ngoại cũng như ở trong nước không phân biệt lương giáo, có một cái tình cảm đặc biệt, có một lòng tôn kính đặc biệt dành cho cha Francisco Trương Biểu Diệp. Sự hiện diện ở nơi đây chắc chắn cũng có những người đã đi qua Tắc Sệ, là một cái giáo xứ mà ngày xưa cha Trương Biểu Diệp đã phục vụ ở nơi đây. Tôi cũng được biết có những gia đình ở Tắc Sệ đã dâng hiến đất đai để xây dựng nhà xứ mới và chuyển thi hài của cha Trương Biểu Diệp về cái nhà xứ mới ở Tắc Sậy. Và rất nhiều người trong chúng ta khi về thăm quê hương cũng đã bớt thời giờ, mặc dầu đường xá xa xôi, để đi xuống vùng 4 Tắc Sậy để đến đó để làm gì? Chắc chắn để kính nhớ một người đã hy sinh mạng sống
để bảo vệ đoàn chiên của mình, đoàn chiên của con cái của mình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng quy tụ về nơi đây để tạ ơn Chúa nhân dịp kỷ niệm 77 năm của cha Trương Biểu Diệp. Lòng kính yêu của cha không còn giới hạn tại quê hương thân yêu của chúng ta, nhưng đã loan tỏa khắp năm châu. Ở đâu có người Việt hiện diện, ở đó có tâm tình tôn kính khẩn cầu Ngài. Tôi mới có mấy người bạn từ bên Mỹ qua thăm và cũng đưa đi những nhà hàng ăn một chút ở Sunshine hoặc là Saint Albans hoặc là Springvale. Và người bạn đó có người vợ không Công giáo và đi với hai người không Công giáo. Thì cũng hỏi tôi là, cha ơi, làm sao mà con đi thấy nơi nào cũng người ta cũng để ảnh của cha Trương Biểu Diệp vậy. Và tôi nói rằng đúng, vị linh mục này đã hy sinh cái đời sống và ngày hôm nay giáo hội đang cổ suý để hy vọng cái tiến trình phong thánh cho Ngài sẽ sớm được hoàn tất và được giáo hội châu phê. Như chúng ta được biết thì tất cả những cái tiến trình của cấp giáo phận đã hoàn tất và tất cả số hồ sơ đó đã được gửi về Vatican và cha Roland là một linh mục người Pháp đang có trách nhiệm và Ngài cũng đã hy sinh thời giờ của 2-3 năm qua để viết lại tất cả những cái lịch sử đó, cũng như chính Ngài đã nhiều lần về Việt Nam để đi thăm dò và nghiên cứu về cái đời sống của cha Trương Biểu Diệp. Và Ngài đã hoàn tất cái dự án để tuyên phong Á Thánh và Hiển Thánh cho cha Trương Biểu Diệp. Hiện bây giờ cái tài liệu đó, như năm ngoái Ngài qua bên này thì Ngài cho biết rằng cái tài liệu đó đã được gửi cho 10 vị hồng y và tiến sĩ, là những người mà chuyên biệt để đọc và nghiên cứu. Và cuối cùng 10 người này sẽ họp lại để đưa tới một cái kết luận là cha Trương Biểu Diệp có bị tử đạo, chết vì đức tin hay không. Và nếu mà 10 vị này đồng thuận cái điều đó thì sẽ đệ lên Đức Thánh Cha, và cha Trương Biểu Diệp nếu mà được thừa nhận là một vị chết vì tử đạo, vì niềm tin cho con cái của mình, cho giáo dân của mình, thì Ngài sẽ được nâng lên hàng Á Thánh. Chúng ta khẩn cầu Chúa để cho cái tiến trình này được mau kết thúc và mau được đưa tới được thành quả tốt đẹp. Cha Roland, Ngài sẽ ghé qua Úc Châu này vào ngày 27 tháng này, và Ngài sẽ dâng lễ tại Giáo xứ Saint Margaret Mary, chỗ tôi đang làm việc, và Ngài cũng sẽ chia sẻ với cộng đoàn chúng ta về cái tiến trình hiện tại bây giờ như thế nào. Chúng ta nhìn lại đời sống của cha Trương Biểu Diệp. Ngài sinh ra ở Cồn Phước, xã Mỹ Luông, tỉnh An Giang, ngày 1 tháng 1 năm 1897, được rửa tội lớn lên với một đời sống đạo đơn sơ chân thành. Ngài đã gia nhập chủng viện và trở thành linh mục sau thời gian làm linh mục ở Cambodia. Ngài đã trở về làm giáo sư chủng viện ở Cù Lao Dương 3 năm trước khi chuyển đến Tắc Xậy và tử đạo ở đó vào năm 1946. 77 năm trôi qua kể từ ngày 12 tháng 3 ngày định mệnh, người ta không khỏi bùi ngùi thương tiếc một linh mục dám sống và chết cho đoàn chiên. Khi chiến tranh khốc liệt, loạn lạc và tang thương, cha Francisco có thể đi lánh nạn, nhưng vì thương yêu nhóm người nhỏ bé quê mùa ở Tắc Xậy, cha quyết định ở lại rồi bị giết một cách thê lương với một vết chém từ phía sau gáy. Với tình thương, vì tình thương và cho tình thương để cha đã hiến mạng. 77 năm qua, nhưng hình ảnh thân thương của một linh mục tận tâm, tận tình, tận tụy vẫn còn đọng lại nơi nhiều người, không có chỉ người đương thời với cha,
mà đánh động cả những người hậu thế. Một linh mục dễ thương gần gũi với mọi người khi cùng với bà con khai khẩn ruộng hoang. 77 năm đã trôi qua, nhưng mỗi năm lại có nhiều người hơn biết đến cha. Mỗi năm lại nhiều hơn danh sách của những người được cha phù trợ cách này hay cách khác. Tôi tin rằng không thể nào kể hết những người được cầu bầu, được cha cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho phần hồn, phần xác. Năm 2018, tôi có dịp về Tắc Xây, tới phần mộ của cha và thấy rất nhiều người quỳ cầu nguyện, cả lương lẫn giáo, hoa dâng đầy, người lương thì đưa cả heo quay, gà vịt tới để tạ ơn cha. Bởi đó, giờ đây với lòng yêu mến và ngưỡng mộ cha đã lan truyền khắp nơi, và cũng nhờ đó nhiều người biết và yêu mến Chúa hơn. Qua cha, người lương đã biết tới Chúa và yêu mến Chúa. Qua cha, người có đạo sống quảng đại và yêu thương hơn. Là một linh mục của Chúa, Ngài đã là người của yêu thương, dễ mến và rất gần gũi với mọi người. Vì vậy, ai cũng tìm đến Ngài, nhất là những người nghèo khổ và yếu đau. Họ thấy nơi cha một điều gì đó giống như cuộc đời của họ. Họ thấy nơi cha một điều gì đó mà họ trân quý, khát khao. Và tuyệt vời hơn, nhờ gương sáng và ơn lành của cha, nhiều người đã và đang trở thành những chứng nhân sống động của lòng thương xót Chúa. Người nghèo khó tìm đến cha bởi cha đã từng sống như họ, đã dễ cảm thông những nhọc nhằn của cuộc sống, biết thế nào là giá trị của mồ hôi trên nương đồng, của những lo lắng của đời sống thường ngày khi cha mẹ đau nặng, khi con cái cần chi phí học hành, khi nhà hết cơm và thiếu gạo, khi vật giá leo thang và công việc làm ăn bấp bênh và lương ít ỏi. Người giàu đã đến với cha để tìm một hướng đi trong xã hội kim tiền này, một xã hội sống thiếu vắng cảm thông, thương xót. Chiến tranh loạn lạc, họ cần tìm cho mình một cõi bến bình yên. Hầu như hết mọi người đến với cha Trương Biểu Diệp vì cảm thấy mình được cha yêu thương, mình được cha chia sẻ, mình được cha giải cứu và qua cha thấy mình được liên kết với thế giới thần thiêng, thấy mình cần sống tốt hơn, thấy mình cần phải cầu nguyện nhiều hơn. Chúng ta thấy hội thánh của cha Diệp trở nên gần gũi với chúng ta. Chúng ta thấy Chúa của cha Trương Biểu Diệp trở nên người cha thương xót hơn mình tưởng. Riêng những người túng nghèo, khổ đau tìm thấy nơi Chúa của cha Trương Biểu Diệp, một nguồn an ủi và hy vọng đặc biệt mà họ không tìm được nơi người khác. Như cha Trương Biểu Diệp đã nói, tôi sống cho đoàn chiên và chết cũng chết cho đoàn chiên. Cha ra đi và để lại cho chúng ta một tấm gương, nhưng là một tình mến thương vô bờ trước cái sự kính trọng của cuộc đời của cha. Cha dạy cho chúng ta ý nghĩa của cuộc đời, nó đáng yêu nhưng lại rất mong manh. Hãy thiết tha với cuộc đời, hãy chia sẻ những hy sinh, bởi ai tìm mạng sống này thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống thì sẽ được Chúa ban cho muôn đời. Mừng lễ giỗ của cha Francisco Trương Biểu Diệp hôm nay, chúng ta hãy hiệp lời tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một linh mục thánh thiện, một mục tử nhân lành, một nhân chứng sáng ngời, thân thương với một tâm hồn giàu lòng trắc ẩn. Và xin Chúa và cha Trương Biểu Diệp cũng giúp mỗi người trong chúng ta biết sống quảng đại, vị tha, bao dung hơn cho Chúa và cho anh chị em đồng loại của chúng ta.
Bây giờ đây chúng ta xin tất cả cùng đứng để chúng ta dâng lên Chúa các cái tâm tư cầu nguyện của chúng ta. Anh chị em thân mến, nhân dịp dỗ lần thứ 77 của cha Francisco Trương Biểu Diệp, chúng ta cùng hân hoan cảm tạ Chúa đã đoái thương cho cha sức mạnh anh dũng, biết lấy mạng sống mình mà làm chứng cho đạo Thánh Chúa và bảo vệ các tín hữu. Chúng ta cầu xin Chúa vì công nghiệp của cha, ban cho chúng ta được sốt sáng sống đạo, nhiệt thành rao truyền đạo Chúa, hầu xứng đáng làm con cái của các bậc tiền nhân anh dũng tử đạo. Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong hân hoan. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Francisco, các đức giám mục và linh mục, cách riêng cho các mục tử trong Hội Thánh Việt Nam, biết luôn nhiệt thành, can đảm chấp nhận mọi khó khăn thử thách trong sứ vụ loan báo tin mừng cho quê hương Việt Nam thân yêu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các con là những chứng nhân của Thầy. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết noi gương các thánh tử đạo Việt Nam, cũng như cha Trương Bụ Diệp, biết mạnh mẽ bước từ những cám dỗ của cuộc đời, can đảm tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô bằng một lối sống trung thành với các mối phúc của tin mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đầy tớ không trọng hơn chủ. Nếu thế gian đã bắt bớ Thầy thì họ cũng sẽ bắt bớ các con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn đồng hành nâng đỡ cho những người đang đau khổ vì bệnh tật, nghèo đói, chán trường và tuyệt vọng, để giữa những thử thách của cuộc đời họ tìm được sức mạnh và hy vọng để sống vươn lên. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Phúc cho các con là những kẻ bị bắt hại vì công chính. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn sẵn lòng đón nhận thánh giá hằng ngày với một tình yêu dành cho Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và anh chị em đồng loại theo gương các chứng nhân tử đạo Việt Nam. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hôm nay ngươi sẽ được cùng ta trên nước trời. Chúng ta cầu xin Chúa đón nhận những người thân yêu trong gia tộc, trong cộng đoàn chúng ta, đặc biệt các hội viên hội bác ái cha Francisco Trương Biểu Diệp đã ra đi trước chúng ta. Được Chúa ân thưởng trên quê hương nước trời, chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây, chúng ta xin cùng hiệp dâng lời cầu nguyện, sống trong yêu thương với việc ăn chay hãm mình lên Thiên Chúa, cầu cho sự hòa bình tại đất nước Ukraine. Xin Chúa ra tay cứu giúp, che chở cho con cái Chúa khỏi mọi chiến tranh, bạo lực, chết chóc và ơn bình an được trở lại trên thế giới này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cũng cầu xin Chúa ban cho các vị ân nhân đã rộng lòng đóng góp bằng nhiều phương cách giúp cho chúng con có cơ hội thực thi đức bác ái, sẻ chia cho những người tàn tật, phong cùi. Xin Chúa trả công, nâng đỡ, ủi an và ban nhiều ơn lành xuống cho gia đình họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, vì công nghiệp của Chúa xin ban cho tất cả chúng con được nên chứng nhân can đảm của Chúa với một đức tin mạnh mẽ và đức ái nhiệt thành, để chúng con sống trung thành trong Hội Thánh Chúa và nâng đỡ nhau trong tình thân thương thân ái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
chia mây cầu nguyên để lấy vật của chúng ta đưa tin Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, vì mầu nhiệm thánh chúng con dâng, xin cho linh mục của Chúa là Phanxicô Trương Biếu Diệp được chiêm ngắm tỏ tường đấng người đã trung thành phụng sự khi còn ở dưới thế, là chính Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Chúa cùng anh chị em. Nâng tâm hồn lên. Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ân định cho con cai Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch nơi các tâm hồn, để khi lòng tri được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cai Cha sử dụng của cải trong qua mà gắn bó với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ngợi khen Cha và thành khẩn tung hô rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng một thể thức cây sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con hoan thiện Chúa trên trên và kính dâng Chúa sống lại. Cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình máu Đức Kitô được quy tụ đến một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên, nâng đôi bàn tay chúng ta lên để khẩn cầu với Cha chúng ta ở trên trời như Đức Kitô dạy. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để Lạy Cha, xin giải cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con đợi chờ niềm hy vọng hồng phúc, ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã trối lại cho các tông đồ, Thầy để lại bình an cho chúng con. Thầy ban phước bình an của Thầy cho chúng con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho giáo hội, quê hương thân yêu chúng con, các gia đình, đặc biệt gia đình xin lễ bình an và như ý ngày hôm nay, được mọi sự hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiệu trì muôn đời. Bình an của chúng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta trao chúc bình an của Đức Kitô cho nhau. Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, hạnh phúc thay chúng ta những người được mời gọi đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng biết Chúa ngự là mẹ con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Phần rước lễ sẽ có ban linh mục cho rước lễ ở trên gian cung thánh này.
chung tay cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa nhân lành, chúng con vừa dự tiệc thánh thể là bí tích sự sống. Chúng con cầu cho linh mục của Chúa là Phanxicô Trương Biểu Diệp. Chúa đã trao cho người quyền phân phát những ân sủng dồi dào của Chúa. Xin Chúa cũng cho người được hưởng tận nguồn ơn cứu độ như người hằng mong ước khi còn ở trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin quý cha và ông bà anh chị em ngồi trong giây lát. On behalf of the Association for the Foundation of Father Francis Xavier Chung Bu Yip, we would like to sincerely thank you, our distinguished guests, for your attendance here today. We would like to especially thank Father Alex here and Father Renee, who is Parish Priest of Holy Family Parish, for allowing us to hold our annual Mass for Father Yip. Our association was established in the year 2000 with the aim of connecting together all people of faith. Father Francis Yip's sacrificial love had inspired those from all walks of faith, rich and poor, saints and sinners, not just Vietnamese and not just the Catholics. And so we would also like to especially acknowledge all our friends here today who are practicing different faiths. Remembering Father Francis Xavier Chung Bu Yip's shining example, we strive to imitate his works of mercy by reaching out to those disadvantaged in Vietnam as well as other third world countries, offering love, support, and other basic material needs through our fundraising efforts throughout the year. Your donations have helped support lepers, orphanages, mental health centres, and missionary work. So on behalf of all those organisations, we'd like to sincerely thank you. To express our gratitude for your constant contributions, support and prayers for our association, as well as love for Father Francis Xavier Yip's, we would like to invite you to stay back and join us for a meal and entertainment in the church hall after Mass. Thank you all once again. Kính thưa cha chủ tế, kính thưa cha trưởng tôn lý ban điều hành cộng đồng công giáo Việt Nam Tổng Giáo phận Melbourne. Kính thưa quý vị tu sĩ nam nữ, kính thưa ban điều hành cộng đồng công giáo Việt Nam Tổng Giáo phận Melbourne và kính thưa quý ban ngành các đoàn thể trong thành phố Melbourne và cộng đoàn dân Chúa kính mến. Muôn phương bao dân Chúa đến mừng kính cha. Cha Trương Biểu Diệp vì danh Chúa đã hy sinh bên nhan Thánh Chúa. Cha luôn ghé mắt xuống gian trần, cứu thoát sinh linh bao cơn khốn cùng. Với ca từ tán dương này của nhạc sĩ Thượng Uyên trong ca khúc Mừng Kính Cha Trương Biểu Diệp, chúng con thiết nghĩ đã nói lên được ý nghĩa của thánh lễ ngày hôm nay mà chúng con đã cùng vào và cộng đoàn cùng nhau hiệp dâng lễ cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mẫu gương vị mục tử nhân lành qua đời sống của vị đại diện Chúa là cha Trương Biểu Diệp. Con xin thay mặt Hội Bác Ái cha Francisco Trương Biểu Diệp chân thành gửi đến cha chủ tế, cha trưởng ban tuyên lý, quý cha đồng tế, tất cả tấm lòng sâu xa, tình cảm của chúng con tự đáy lòng. Vì tinh thần hy sinh phục vụ mục tử, quý cha đã bỏ thời gian và những bận rộn bên ngoài để đến hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện cho Hội Bác Ái của chúng con nói riêng và cộng đoàn dân Chúa nói chung. Hôm nay chúng con rất hân hoan mừng lễ dỗ lần thứ 77 ghi nhớ ngày 11 tháng 3 năm 2023. Chúng con xin tri ân đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ban điều hành cộng đồng công giáo Việt Nam Tổng Giáo phận Melbourne,
các ban ngành đoàn thể và quý toàn thể quý vị xa gần. Chúng con không quên và tri ân đến quý vị mạnh thường quân đang hiện diện trong ngôi thánh đường này đã giúp chúng con trong 22 năm qua. Quý vị đã gieo trồng hạt giống yêu thương và nay đã trổ sinh hoa trái để chúng con có phương tiện giúp những mảnh đời bất hạnh như phong cùi, khiếm thị, mồ côi, tàn tật và những người già không có nơi nương tựa. Chúng con cũng tri ân sâu xa đến các đoàn nữ vương đã dâng lời ca tiếng hát cho thánh lễ được thêm phần sốt sáng và long trọng trong suốt 22 năm qua. Chúng con xin gửi lời chân thành cảm tạ đến Thầy Phùng Bá Đạt đã đồng hành với hội chúng con, giúp đỡ hướng dẫn những cái sự khó khăn và Thầy rất tích cực với niềm vui vô tả những khó khăn trong suốt 9 năm qua. Và chúng con cũng xin cảm ơn và chào đón quý cộng đoàn Tri Long đã đến tham dự thánh lễ hôm nay. Nguyện xin Đức Chúa ban nhiều hồng ân qua lời cầu bầu của cha Francisco Trương Bửu Diệp đến quý cha, quý tư sĩ nam nữ và toàn thể quý vị hiện diện trong ngôi thánh đường này. Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn. Và trong lúc tổ chức lễ, chắc cũng có nhiều điều thiếu sót. Xin quý cha, quý vị tu sĩ và quý vị niệm tình tha thứ. Và sau đây, con xin mời quý cha cho chúng con tặng một bông hoa để tỏ lòng biết ơn chân thành của chúng con ạ. Xin được đại diện cho quý cha nơi đây để mừng nhóm bác ái cha Trương Biểu Diệp trong nhiều năm qua đã luôn luôn cổ suý tinh thần của cha Trương Biểu Diệp và tổ chức ngày giỗ của cha một cách rất là trọng thể. Khi đồng hành với nhóm, tôi biết rằng anh chị em có rất nhiều cái nhiệt tâm để qua noi gương bác ái của cha Trương Biểu Diệp mà nâng đỡ những người cần thiết trong cuộc sống cũng như các nhóm khác nhau. Thế nên nhân dịp này tôi cũng cảm ơn tất cả quý vị đã rộng tay để nâng đỡ cái nhóm bác ái Trương Biểu Diệp này. À, sau lễ, xin mời quý cha và toàn thể quý vị tham dự tiệc nhẹ với chúng con tại hậu của nhà xứ. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn. Once again, thanks Father Alex and all Australian friends who come here. Even you don't understand our language, the Vietnamese language, but we all understood the language of love. And so let us stand and pray and receive the blessing. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành và lại trên anh chị em luôn mãi. Amen. Chung tay chúc tụng tình yêu Chúa. Thank you.
Lạy Chúa, khi chúng con suy nghĩ về cha Trương Bửu Diệp, thì có lẽ cuộc đời của cha đối với người đời là một sự điên rồ, tuy nhiên đối với Chúa là một sự khôn ngoan đặc biệt. Chỉ có sự khôn ngoan của Chúa mới thay đổi lòng người và đã tạo cho chúng con cơ hội để nhớ lại cuộc đời của cha Francisco Trương Bửu Diệp trong thánh lễ hôm nay, cũng như trong đời sống bác ái của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con trong buổi quy tụ này và hướng dẫn chúng con trong đời sống bác ái tương lai. Xin Chúa làm phép của anh chúng con trong lãnh nhận do lòng nhân từ Chúa ban, và chúc lành cho những anh chị em nào lo đồ ăn cho chúng con hôm nay. Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng con và chúc lành. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin nhân cha và con và Thánh Thần. Amen.